Unabhängigkeit und Freiheit und für ihre Heimat zu opfern. Heute versammeln wir uns, zahlreiche vietnamesische Frauen vom unterschiedlichen Alter und verschiedenen Berufen aus Berlin und anderen Städten und Bundesländern an diesem Platz, um die Demonstration Au Sai für Frieden durchzuführen. Hiermit wollen wir den internationalen Freunden nicht nur die Schönheit, die Zärtlichkeit und den Charme der vietnamesischen Frauen präsentieren, sondern auch unsere Liebe für Frieden und für unser Heimatland zeigen. In den vergangenen Tagen hatte das chinesische Schiff Haiyang Dixi 8 in Begleitung von Marineschiffen die ausschließliche Wirtschaftszone und den Festlandsockel von Vietnams im Bereich des Riffes von Tu Cheng südlich des Ostmeeres verletzt. Die Aktivitäten haben das Völkerrecht ernsthaft verletzt und Frieden und Sicherheit in der Region bedroht und tiefgreifende Besorgnisse in der internationalen Gemeinschaft erregt. Nối tiếp các truyền thống của các nữ anh hùng dân tộc Việt Nam như bà Trâm, bà Triệu, những người phụ nữ chúng tôi đang sinh sống ở nước Đức, mong muốn thông qua cuộc diễu hành áo dài vì hòa bình để thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình và phản đối những hành động vi phạm nêu trên. Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc chấm dứt các hành động vi phạm của mình tại vùng biển Việt Nam, rút ngay tàu hải dương ra và bắt đầu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và đềm thuộc địa của Việt Nam. Ban tổ chức chúng tôi xin cảm ơn tất cả những chị em phụ nữ từ nhiều thành phố xa xôi, từ Ba Lan, từ Tiệp Khắc đã không ngại đường xa đã đến tham dự cuộc diễu hành áo dài vì hòa bình của chúng ta. Xin cảm ơn tất cả các anh em nam giới đã ủng hộ chị em phụ nữ chúng tôi. Xin cảm ơn các bạn Đức và các bạn quốc tế đã đồng hành cùng với áo dài, ủng hộ chị em phụ nữ Việt Nam chúng tôi trong cuộc diễu hành áo dài vì hòa bình đầy ý nghĩa này. Ban tổ chức. In Fortsetzung der Tradition der Nationalheldinnen Vietnams, wie Ba Chung und Ba Chiu, wollen wir vietnamesische Frauen, die im Ausland leben, durch die Demonstration Au Sai für Frieden, unsere Liebe für Frieden und für unser Heimatland, sowie unseren Protest gegen die oben genannten Verstöße der chinesischen Behörden zum Ausdruck bringen. Wir rufen die chinesischen Behörden auf, diese illegalen Handlungen im Festlandsockel und in der ausschließlichen Wirtschaftszone Vietnams zu stoppen und das Schiff Haiyang Dixi aus dem Gebiet Banga Bang sowie aus der ausschließlichen Wirtschaftszone und dem Festlandsockel Vietnams zurückzuziehen. Wir danken allen Frauen aus mehreren Städten Deutschlands, die den weiten Weg nicht gescheut haben, um hierher zu kommen und an unserer Demonstration Au Sai für Frieden teilzunehmen. Vielen Dank gilt allen Vertretern des männlichen Geschlechts, die unsere Frauen unterstützen. Wir danken den deutschen und internationalen Freunden, die Vietnam stets begleitet haben, um unsere bedeutungsvollen Demonstration Au Sai für Frieden zu unterstützen. Dankeschön! Dankeschön! Bây giờ này nhá, chúng ta sẽ đi diễu hành theo đội hình như sau. Chúng ta đi thẳng đến đường năm. Đầu tiên là những cái người đi cầm biểu ngữ đi trước. Khối áo dài của chị em đi đầu tiên. Sau đến khối của các cháu thiếu nhi. Và khối cuối cùng là khối đàn ông và đàn bà người Đức. Chúng ta nên sao đi theo đội hình như thế. Và chúng ta vừa đi. Chúng ta vừa đi vừa hô khẩu hiệu và vừa hát. Mọi người nghe, chúng ta có 4 khẩu hiệu. Từ đã, vâng, đàn áo xanh đi trước, đàn áo xanh đi trước. Để tốt một tiếng nữa nè. Mọi người nhớ là có 4 khẩu hiệu. Sẽ hô như này. Khẩu hiệu đầu tiên, Việt Nam như hòa bình. Mọi người được đáp lại, Việt Nam 3 lần. Khẩu hiệu thứ hai, áo dài vì hòa bình. Mọi người đáp lại, hòa bình. Khẩu hiệu thứ ba, yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế và chủ quyền của Việt Nam, yêu cầu và khẩu hiệu cuối cùng, Trung Quốc phải rút ngay tàu Hải Dương 8 ra khỏi bãi Tư Chính, rút khỏi. Bây giờ ta thử nhá. Việt Nam,
yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật pháp quốc tế và chủ quyền của Việt Nam. Yêu cầu. Trung Quốc phải rút ngay tàu Hải Dương 8 ra khỏi bãi Tư Chính. Rút ngay. Anh Dung ơi! Vừa tăng năng rồi, không thể có một thế lực và cá nhân nào phá được cuộc biểu tình áo dài vì hòa bình. Cho lên rồi, vừa cho lên xong rồi, vừa phá xong, phá hết vì nhanh. Tôi biết rằng hai thức chiến chống Việt Nam thì khi hô chấm dứt thì anh chị em hô là kiên quyết Trung Quốc. Còn tôi đưa hai thế này: trên dưới eo xíu, chân dưới chân trung, dưới nắng đã hiếp hải, nhớ quốc chi hạ. Thì chúng ta hô kiên quyết, kiên quyết, kiên quyết, kiên quyết, kiên quyết, kiên quyết. Không khoan đáng lái rồi, khoan đáng lái rồi, nhưng mà hai người bên trái, bên trái, hai người bên phải, bên phải. Anh ấy đã lại. Good, thank you, thank you. Cuộc biểu tình đang bắt đầu, công an Đức đang dọc đường. Việt Nam. Bốn áo màu xanh, trong đó có hình đất nước Việt Nam hình chết ở trái tim. Và đây là bốn vị lãnh đạo của cuộc diễu hành áo dài vì hòa bình diễn ra chiều hôm nay 18 tháng 8 năm 2019 tại thủ đô Berlin. Đến chân cầu rồi thì đi lên đi. Chị sang bên này đi. Đây, và chị ơi. Đây. Đấy, có anh đang ở dưới bắt nhịp rồi.
bạn nó chửi đấy. Thằng nào? Phải anh Cương này. Có cái thằng đuổi mẹ là kêu bắt cho em cầm cổ em đuổi mẹ. Ông bác đuổi mẹ là đúng rồi. Ta đi vòng tay lớn mãi để nói sao ta. Mắt chân bao la anh em ta về. Còn nhau không như áo gáo mây mùa. Anh thấy ta nói lòng không như ta. Ta bằng tình thương áo đôi còn một đôi mắt tin đồng lại còn một người trong mây mây thành phố nơi đây ta về thế nhưng như hoa 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 tay cầm súng trong tay. Nếu không quay thì của em chị hát. Cái loa này đang của em rồi, không không được sử dụng loa này của em. Này nhưng mà mày cũng lấy loa để khuấy động em đi quay. Không. Loa của em. Không hát theo. Không không được, cái loa này của em rồi.